Kính thưa bà con và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại đền thờ Tổ Tâm Linh Việt do danh hài Hoài Linh xây dựng hơn 3 năm nay. Theo thông lệ hàng năm thì ngày 12 tháng 8 âm lịch sẽ là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu. Ở nơi đây sẽ diễn ra 3 ngày, ngày 11, 12, tháng 13 tháng 8 âm lịch. Có chương trình cúng tổ do nghệ sĩ Hoài Linh đảm nhiệm. Các nghệ sĩ cải lương, ca nhạc, diễn viên điện ảnh, bà con đều tề tụ đông đủ về đây để chuẩn bị diễn ra nghi thức trang trọng trong ngày giỗ tổ chính thức này. Tôi xin ghi lại một vài cảnh rộn ràng nơi đây, mời bà con cùng theo dõi nhé. Long, này tranh thủ mình chụp mấy này đi hả?